Kiến trúc tổng thể của chùa Sim Cán tại Bạc Liêu, chùa Sim Cán nói riêng và tất cả các chùa thuộc hệ thống chùa Khmer Nam Bộ nói chung mang đậm dấu ấn kiến trúc Angkor Khmer Campuchia. Tuy nhiên, so với các chùa khác trong cùng một hệ thống thì chùa Sim Cán ở Bạc Liêu có phần nổi trội hơn về quy mô lẫn phong cách nghệ thuật. Tổng thể kiến trúc của chùa gồm nhiều hạng mục như là tường thành bao quanh, cổng tam quan, chính điện, sala, tháp chuông, cột trụ biểu, khu mộ tháp, nơi nghỉ ngơi của các sư và giảng đường. Tất cả các hạng mục đều thể hiện rõ phong cách Angkor Khmer truyền thống và đều quay về một hướng, đó là hướng đông. Ngay từ đằng xa, hình ảnh của chùa đã hiện ra trong mắt chúng ta với một màu vàng nổi bật. Bao quanh chùa là một hàng rào được xây kiên cố với nhiều hoa văn ấn tượng. Điều khác biệt của chùa Khmer với những ngôi chùa bình thường khác chính là sự tinh tế tỉ mỉ trong từng vách, từng mái nhà và trụ cột. Trong khuôn viên chùa có rất nhiều cây xanh cao to, che bóng mát và được trồng ngay hàng thẳng lối. Có đi sâu vào khuôn viên bên trong và nhìn ngắm thật kỹ, chúng ta mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của chùa Sim Cán sở hữu với nhiều hạng mục như là chánh điện, sala, mộ tháp. Các công trình này cách nhau cả trăm mét, xen giữa là những khoảng sân, mảnh vườn, cây cối tạo một không gian thanh bình yên ả. Người Khmer theo Phật giáo Tiểu Thừa thờ Phật Thích Ca. Hiện chùa có đến 115 pho tượng các loại bằng xi măng, đất, một bia đá và một quả chuông có từ năm 1887. Chùa Sim Cán là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Bạc Liêu. Đến đây chúng ta không chỉ được ngắm những công trình kiến trúc công phu, hưởng không khí thật yên tĩnh và thanh bình khiến tâm hồn thư thái mà còn tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng, đời sống của người dân tộc Khmer. Vừa rồi chỉ là những thông tin kiến trúc tổng thể của chùa Sim Cán tại Bạc Liêu thôi, còn rất là nhiều hạng mục khác khá thú vị, chẳng hạn như là kiến trúc bên trong chánh điện sẽ như thế nào. Cả nhà mình có ai tò mò muốn biết hay không?